Hải Vân xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Thấu lý thông tin được phát sóng đều đặn mỗi ngày trên kênh TTV11. Chương trình được phối hợp thực hiện giữa đài phát thanh truyền hình Tây Ninh và truyền hình tin tức Sài Gòn. Quý vị thân mến, trên tinh thần mong muốn được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng các vấn đề về luật dân sự thì chương trình truyền hình Thấu lý thấm tình sẽ được lên sóng mỗi ngày để cùng với các chuyên gia các luật sư giải đáp ngọn ngành về các vấn đề tranh chấp dân sự, cung cấp cho khán giả xem đài của chúng ta những hiểu biết về luật dân sự để chúng ta có những cách giải quyết thật là thấu lý thấm tình trong cuộc sống hàng ngày của chính mình. Và chương trình ngày hôm nay đồng hành với chúng ta đó chính là luật sư Bùi Trọng Hiển đến từ Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chào luật sư Chào MC Hải Vân, xin kính chào quý khán giả. Vâng ạ, à, và ngày hôm nay thì Hải Vân đã nhận được một lá thư của một vị khán giả đã gửi về cho chương trình như sau. Chào chương trình, cháu nhà tôi năm nay học lớp 5. Ở trường cô dặn cháu về viết mã định danh cá nhân gửi cho cô làm giấy tờ bảo hiểm y tế. Cháu bảo cô về mở mạng lên tra, nhưng tôi năm nay thì đã 60 tuổi rồi, ba mẹ cháu thì cũng đã mất tôi ở một mình nuôi cháu nên không biết tra mã định danh là gì và làm sao tra mã định danh cá nhân thì ngày hôm nay nhờ chương trình hướng dẫn cảm ơn chương trình rất là nhiều vâng ạ xin được cảm ơn lá thư của vị khán giả ngày hôm nay đã gửi về và một tình huống cũng rất là dễ thương đúng không ạ à, vâng ạ à, thưa luật sư thì mã định danh cá nhân của học sinh là gì mã định danh cá nhân của học sinh dùng để làm gì và cấu trúc mã số định danh cá nhân của học sinh như thế nào thì nhờ luật sư sẽ giải đáp giúp chương trình nhé đầu tiên chúng ta tìm hiểu về cái mã định danh của học sinh thì mã định danh của học sinh đó, thì thông thường là nó là những cái dãy số trên giấy khai sinh của người em học sinh đó được khi chào đời thì cái mã số giấy khai sinh nó được mã định danh học sinh còn đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên và được cấp căn cước công dân thì cái mã định danh chính là cái mã số trên căn cước công dân của học sinh đó cái việc sử dụng cái mã định danh của học sinh của của nhà trường mục đích là để quản lý và thống kê dữ liệu cũng như báo cáo trong quá trình thiết lập của hồ sơ về quản lý dữ liệu của em học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và toàn bộ cái dữ liệu này nó sẽ được sử dụng xuyên suốt từ khi các em nhập học đến khi cái kết thúc. Dạ vâng ạ. À. À, trong trường hợp của vị khán giả vừa rồi đã chia sẻ thì không biết là chúng ta sẽ làm thế nào để tra cứu mã định danh và đặc biệt là với những người lớn tuổi chúng ta không rành về công nghệ không? với những người mà họ hiểu biết về mặt uh, sử dụng máy tính đó, thì có thể vào cái cổng thông tin dữ liệu để uh, họ sử, uh, tra cứu cái, cái mã học sinh đó thì cái cổng thông tin này nó nó được uh, được cài đặt trên máy tính mà chúng ta sử dụng hàng ngày đó chúng ta vào google ta gõ sợ tìm nó ra thì chúng ta sẽ tìm trên cái đó trong trường hợp nếu mà không tìm ra được cái mã định danh học sinh đó thì có hai trường hợp một là có thể là giấy cơ sinh của bé đó nó chưa được chưa có cái cơ sinh hoặc là có giấy sinh nhưng mà không được có cái mã số của giấy sinh đó à, hoặc là trường hợp các em có chưa có căn cước nhân dân dạ. thì uh, trong trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ liên hệ với uh, cơ quan công an uh, để xin cấp số định danh cho riêng các em học sinh đó. Dạ. Còn nếu như trong trường hợp mà chúng ta tra cứu giấy khai sinh nhưng mà vẫn không ra cái mã định danh thì không biết là trong trường hợp này thì sẽ làm như thế nào ạ? Thì chúng ta liên hệ với cơ quan công an. Uh, để họ cấp cái giấy mã định danh cho các em này. Dạ. À, ngoài ra thì chúng ta có thể tra cứu bằng online được không thưa luật sư? Đương nhiên là được, tại vì cái trên cái cổng dữ liệu thông tin dữ liệu có ghi rõ cái mã số định danh của các em học sinh. Thì chúng ta vào đó sẽ tìm mã số định danh của các em đó. Như nói trên thì cái mã số định danh của các em là cái mã số trên giấy khai sinh. Còn hợp các em từ đủ 14 tuổi trở lên và được cấp căn cước công dân thì chính là cái mã căn cước công dân của các em đó. Dạ vậy thì chúng ta có thể nào mà thay đổi mã định danh cá nhân trên cổng dịch vụ công quản lý cư trú được hay không? Vì nguyên tắc là không thể thay đổi được bởi vì cái mã định danh cá nhân là do Bộ Công an quản lý và chỉ cấp một lần duy nhất. Trong trường hợp mà cái việc cái mã định danh cá nhân đó nó bị sai thì chính cái thủ trưởng cơ quan quản lý dữ liệu quốc gia sẽ ra quyết định hủy uh, cái mã số đó và cấp lại một cái mã số mới cho nó đúng với cái mã số định danh mà của các học sinh đó vậy thì cấu trúc mã định danh cá nhân thì sẽ là gì thưa luật sư thì cấu trúc mã định danh cá nhân thì theo quy định của điều 13 nghị định 137 năm 2015 quy định về cấu trúc mã định danh thì nó nó là một dãy số gồm hai số trong đó 6 số đầu tiên nó là mã thế kỷ mã giới tính mã năm sinh và mã tỉnh thành phố trực thuộc trung ương 6 số còn lại số số sau đó là dãy khoảng số tự nhiên đấy thì nó quy định có thể là nhìn ngay cái số số đầu tiên có thể biết được cái cái người đó là nam hoặc nữ à, ở tỉnh thành nào à, và miễn là giới tính của họ luôn đó là số số đầu tiên thì chúng ta có thể đánh giá sơ bộ được à, một người cá nhân đó là à, sinh năm nào giới tính à, thường trú cư trú sinh ra ở đâu Đấy. còn số số sau là số số nó mặc nhiên có thể cấp theo suốt thứ tự vậy thì với những khán giả nào chúng ta đang có những thắc mắc cũng như là những cái tra cứu về cái vấn đề là mã định danh cá nhân thì hải vân cũng xin thêm từ luật sư một lời khuyên ạ đối với các em học sinh thì nhất là khi mà mấy em mới vừa sinh ra thì cha mẹ nên chú ý làm giấy khai sinh cho các em để chúng ta có cái giấy khai sinh để sẽ sử dụng giao dịch trong cái việc học tập của em sau này cũng như là sau này làm giấy căn cước công dân nó dễ hơn và quan trọng là trên cái giấy khai sinh nó có cái mã số để làm cái thẻ định danh cho các em học sinh trong quá trình đi học mà khi các em chưa được cấp căn cước công dân và chính cái giấy khai sinh đó sau này sẽ là căn cứ pháp lý để mà các em được cấp giấy căn cứ, công dân đó và vấn đề thứ hai là khi mà các em đã đến tuổi để được cấp cái căn cước công dân được 14 tuổi thì cha mẹ nên yêu cầu các em chủ động và khuyến khích các em đi làm căn cước công dân để chúng ta có cái mã số định danh trên căn công dân và sẽ sử dụng mã số trong việc học tập giao dịch cũng như là những cái vấn đề thiết yếu sau này trong quá trình mà các em trưởng thành dạ vâng xin được cảm ơn luật sư rất là nhiều à, vâng kính thưa quý vị mã định danh cá nhân do bộ công an thống nhất quản lý trên toàn quốc cấp cho mỗi người không trùng lập ở bất kỳ ai à, do đó nếu gặp khó khăn trong việc là tra cứu mã số định danh cá nhân học sinh người dân có thể liên hệ với công an xã phường nơi tạm trú hoặc là thường trú để được hỗ trợ về tra cứu và thông báo mã định danh cá nhân quý vị nhé. Còn đến đây thì à, chương trình à, truyền hình thấu lý thông tin xin phép được khép lại và nếu như quý vị chúng ta và có gặp bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống, quý vị có thể gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình, đó là 093 436 7565 bất kỳ lúc nào. Còn đến đây thì chương trình xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và chương trình Thấu lý thấm tình được phát sóng ngày mai trên kênh TTV11. Xin trân trọng, kính chào!